Chào mọi người ha. Hôm nay thì mùng 6 tháng 9 mình lên cho mọi người video về cái con laptop Dell Precision 7730 siêu khủng luôn. Con này là cái cấu hình là chip i9, RAM thì 64 GB và đặc biệt là cái card đồ họa nó là B5200 16 GB cho mọi người, khủng cực kỳ, dành cho dân đồ họa hay là dân thiết kế vẽ quảng cáo hay làm gì là dựng phim ảnh rồi đó, là gọi là tuyệt vời luôn. Cái máy là cực kỳ chất lượng. Ở đây là cái khủng nhất rồi, 7730. Mình sẽ giới thiệu về cái ngoại hình, sau đó mình sẽ đi cho mọi người xem cái cấu hình lại lần nữa và mình báo giá mọi người ha. Cái phần này là cái vỏ carbon nha mọi người, thì cái vỏ này là tương đối đẹp. Mọi người thấy là nãy giờ mình quay là không có bị cấn, móp, trầy xước gì hết. Chỉ có là khi mà mình nhìn nghiêng thì nó có cái dấu hằn, cái giống như trước đây người ta dán cái gì đó, thì nó hơi hằn hằn thôi, nó hơi mờ mờ khó thấy, chứ còn nhìn trực diện đây mọi người nè không có thấy đâu đó, không có bị trầy xước hay là cứng móp gì hết nha. Đó, vỏ carbon đây, nhìn nghiêng thì kiểu dạng như nó hơi hằn 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 cái dấu sticker mờ mờ. Các ngõ kết nối là đầy đủ nha mọi người. Mọi người nhìn nè, cái viền gọi là cái viền nhôm chất lượng uy tín luôn. Ngõ kết nối là đầy đủ. Cái phần đây mọi người, nguyên một cái nẹp nhôm chất lượng full nhôm, hai ngõ Type C sấm sét nè, ngõ SD, góc cạnh là đẹp ha, như đây còn có tem zin của Dell rồi nè, còn nguyên hết. Con máy này là máy chạm khá là đẹp, máy chạm máy khủng của Dell, các ngõ kết nối là đầy đủ ha. Ở bên trong đây mọi người, đây là cái dòng mà Precision 7730, nó là màn hình 17.3 inch mọi người. Máy khủng rồi mà màn hình cũng khủng nữa. Dân mà vẽ đồ họa hay dân thiết kế thì cực kỳ thích những cái dòng mà màn hình lớn như thế này, làm việc nó sướng á mọi người. Nó to vẽ rồi nó đã nữa, nó sướng sang trọng nữa. Và cái màn hình là Full HD, mình bấm rõ cho mọi người xem. Đây 1920x1080 ha. Và đặc biệt là cái ngoại lộn lộn cái cấu hình. Đây, Precision 7730 i9 nè mọi người nè, 8950HK. Đây, cái chip này là cái chip dành cho những cái máy mà khủng, máy chạm khủng rồi đó. Là có này, nó là 2.9 12 CPU ha mọi người, để ý cái này nè. Cái thông số này nó khủng lắm. Vì những cái mà dòng máy mà khủng như thế này thì nó thường thường ở trong những cái máy chạm, người ta máy chạm là máy khỏe dành cho doanh nghiệp rồi vậy, hay là những cái dòng mà thiết kế rồi đó. RAM là 64 GB và đặc biệt đây là cái chạy card đồ họa quad core B5200 ha. Cái card này rất là hiếm, card này rất là khủng mọi người. Thường thường thì mình hay view là card đồ họa rồi 4 GB, mấy cái nằm trong 5540, mấy cái con mà khủng khủng mà kêu là để thiết kế đồ họa rồi đó, thì con này là B5200 đã tới 16 GB luôn nè. Thường thì 2 GB, 4 GB, 6 GB đó, và con này là 16 GB là cực kỳ khủng luôn. Đấy là cân mọi cái loại đồ họa đó mọi người. Máy là cực kỳ ok, dòng vừa hiếm, dòng thật sự là rất là hiếm luôn, vừa hiếm vừa chất lượng, cấu hình lại khủng, máy cái kiểu dáng cũng đẹp nữa ha. SSD là chạy hai cái con SSD512 nha mọi người, tổng của nó là 1 TB đó, mà chạy hai cái SSD512 này cũng rất là thuận tiện. Và đặc biệt cái ưu điểm này là pin của nó cực kỳ trâu luôn mọi người, pin siêu trâu, pin này chắc coi cả ngày không hết, pin chắc phải là hả trên 6 tiếng, pin nó tới 90 mấy W luôn, pin khủng nha mọi người, pin lớn. Từ trước giờ thì cũng chưa view con nào mà khủng như vậy, gọi là cái cấu hình cao như vậy và cái pin nó cũng khủng như vậy nữa. Và đặc biệt nữa nè là mọi người thấy phím nó còn quá là đẹp luôn á, phím nè, phím có led phím ha, có phím số rời bên hông để mình bập dữ liệu nè, và mình có tặng mọi người dán phím quốc tế, ai dán đúng khuôn rất là đẹp. Đặc biệt nữa là thường thường những cái dòng này về là thường thường nó sẽ hay bỉnh bỉnh lắm, nhưng mà cái này là nó còn quá là đẹp luôn nè, tem rồi là nó còn nguyên hết, bàn rê chuột rồi mọi người thấy khá là mới, gọi là hiếm được gặp, vừa đẹp về cái ngoại hình, vừa đẹp về cái cấu hình như thế này nữa. Và máy là hoạt động hoàn hảo từ A tới Z, chỉ có là ở bên ngoài là mình có nói mọi người là nó hơi hằn cái dấu sticker thôi đó. Đây nè, nhìn mượn ánh sáng nhìn nghiêng thì thấy, chứ còn là máy là cực kỳ ok. Và báo giá cho mọi người là máy này là 22 triệu nha, máy kèm sạc zin, sạc của nó là sạc sạc khủng á mọi người, sạc của những cái máy chạm khủng như thế này nè, sạc cũng rất là chất lượng luôn.
chạc dinh theo máy đưa từ Nhật về 22 triệu. Mọi người tham khảo giá, ai mà mọi người rành rồi thì chắc mình khỏi phải nói nhiều, mọi người chỉ cần liếc nhìn sơ là mọi người biết. Còn ai mà chưa rành thì mọi người tham khảo về cái cấu hình, về cái model. Ai mà mua thì mọi người liên hệ qua Zalo số điện thoại của mình ha. Lúc nào mình cũng view và ghi rõ cái số điện thoại trên tường. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, máy là bao zin 100%, không có sửa chữa gì hết mọi người. Zin cực kỳ luôn. Mọi người mua hàng thì cọc 1 triệu, còn lại thì mình thu hộ nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Bao test cho mọi người 1 tuần. Máy là có bao zin mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều ha.